Trong phần này các bạn chú ý như sau, đó là có những cái bài nếu như mà thi phần nó quá khó, à lời một cần vô cùng nhé nào, giả sử vậy, everyday, nếu như trong trường hợp bạn tính quá khó không thể tính được vậy nhá, thì đôi khi người ta chỉ cần quan tâm đến cái chuyện là nó có hồi tụ hay là không. Hồi tụ tức là gì các bạn, tức là cái giá trị của nó sẽ bằng một con số cụ thể nào đó, nhưng mà bằng bao nhiêu thì chúng ta không biết thôi đấy nhá nào. À, hoặc là phân kỳ thì là nó ra vô cùng chẳng hạn đấy nhá. Rồi thì trong trường hợp nếu như đương nhiên mà bạn tính ra được thành con số cụ thể thì sẽ khẳng định được rằng nó hồi tụ được nhá. Còn nếu như mà không tính được thì bạn có thể sử dụng một các cái định lý liên quan để bạn xét xem liệu rằng nó có hồi tụ hay là không đấy nhá nào. Thì trong phần này chúng ta học, chúng ta sẽ có các định lý và nó sẽ phân chia ra thành các loại như sau. Thứ nhất, đối với trường hợp là bạn sẽ cái tích phân suy rộng cần từ A tới cộng vô cùng của f(x) này. Nếu như trường hợp mà f này là hàm không âm có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng không, với mọi x thuộc vào đoạn lấy tích phân là từ A tới cộng vô cùng, thế nào? Thì bạn sẽ có hai cái định lý. Đó là định lý so sánh trực tiếp. Và thứ hai là định lý so sánh bằng giới hạn để xét. Có hai định lý này đấy nhé, nhớ là trường hợp f là hàm không âm. Đương nhiên nếu như f không âm thì nó cũng sẽ tương tự như là f âm đấy nhé nào. F âm tức là gì, nó luôn luôn nhỏ bằng không phải không, thì bạn chỉ cần xét trừ của cái f đó thì nó lại trở thành không âm và bạn lại dùng được định lý này để làm đấy nhé nào. Riêng trường hợp nữa đó là gì, hàm f này là hàm không xác định dấu, không xác định dấu. Không xác định dấu nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là lúc nó âm, lúc nó dương rồi nhá. Và thông thường trong trường hợp này là sẽ rơi vào trường hợp là có chứa hàm lượng giác, giả sử như sinh cột hay gì đó. Đấy nhá. Thì dấu của nó sẽ bị thay đổi liên tục. Đấy nhá. Khi mà a này tăng từ khi mà x này tăng từ a tới cộng vô cùng thì lúc này bạn sẽ sử dụng cái định lý, đó là định lý hồi tụ tuyệt đối. Thì bạn lưu ý cho cô, tùy vào đặc điểm của hàm f mà bạn sẽ sử dụng cái định lý cho nó phù hợp. Thứ nhất là thứ hai nữa, ở trong phần này bạn thường là dùng định lý so sánh. So sánh thì tức là phải đem một đối tượng đi đối chiếu, đi tương quan với một đối tượng khác đúng không? Thì trong trường hợp này cái hàm f mà chúng ta gặp ở trong D cần phải đem đi xét xem nó hồi tụ phân kỳ sẽ đóng vai trò là gì, một đối tượng được nhá. Và đối tượng khác bạn cần đi so sánh với cái f này này, phải đem cái f này đi so sánh với đối tượng đó này, là một cái hàm mà đã biết rõ tính chất là hồi tụ hay phân kỳ rồi. Thì trong trường hợp này các bạn nhớ nha cô, hàm này tích phân cần từ một, à xin lỗi, cần từ a tới cộng vô cùng. Nếu như xét trường hợp này thì a này cho là lớn không nữa nhé, xét a lớn không, có tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của 1 chia cho x mũ alpha dx như nào. Hàm này bạn tính được một cách dễ dàng nhé, nó sẽ hồi tụ khi nào, hồi tụ khi alpha này lớn hơn 1 và phân kỳ khi alpha này nhỏ hơn 1. Tương tự khi mà gì các bạn, a là nhỏ hơn không, a nhỏ hơn không thì thường sẽ tích phân cần từ trừ vô cùng tới a nhé nào. Một chia cho x mũ alpha dx, nó cũng có tính chất hồi tụ phân kỳ như như ở trên, bằng một chứ, cô quên, hồi tụ này khi alpha này nhỏ hơn một, phân kỳ khi alpha nhỏ hơn hoặc bằng một nhé, y chang như nhau nhé. Thì chỉ cần nhớ là bên này cần cộng vô cùng thì a lớn không, bên này cần trừ vô cùng thì a nhỏ hơn không thôi, được nhé nào. Rồi bảng này học thuộc, có cái này mới làm được tất cả. Rồi bây giờ bạn để ý tiếp này, à, tất cả các định lý của chúng ta sẽ tập trung sử dụng cái bảng này, cái hàm này để em đi so sánh nên là phải thuộc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt vào từng định lý một. Định lý thứ nhất là định lý so sánh trực tiếp 3.1. Nội dung định lý như sau,
Bây giờ giả sử bạn xét là hai cái phân suy rộng cần từ a tới cộng vô cùng f(x) dx và a tới cộng vô cùng của g(x) dx. Rồi, thứ nhất hàm ở đây đều là hàm không âm. Thứ hai bạn sẽ có cái điều kiện như sau: không âm và lại có là gì, f là nhỏ hơn bằng g. Thứ nhất nào, thì cái này bạn có gì, nếu như đương nhiên là với mọi a thuộc vào ở với mọi x thuộc vào a tới cộng vô cùng, hoặc là thậm chí là một cái đoạn con của trong này, giả sử như là từ a cộng m tới cộng vô cùng chẳng hạn, tức là nó không nhất thiết là phải đúng ngay cái bài đăng thức này, đúng ngay từ những cái giá trị đầu tiên đấy nhá, có thể từ một con số hữu hạn nào đó đến cộng vô cùng cũng được đấy nhá. Bây giờ nếu như trong trường hợp này tích phân suy rộng cần từ a tới cộng vô cùng này của cái hàm lớn hơn gx dx, hàm lớn hơn mà hội tụ thì suy ra được thì tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của cái hàm nhỏ hơn cũng là gì, hội tụ. Ngược lại, nếu như tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của cái hàm nhỏ hơn mà phân kỳ thì bạn sẽ suy ra được tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của hàm lớn hơn là gx dx của phân kỳ. Đúng nhé. Rồi, hai tính chất này lấy đâu ra các bạn? Các bạn hình dung thế này này. Thực chất cái tích phân suy rộng hay là tích phân sạc điện thì cũng là ám chỉ cái phần diện tích đúng không? Bây giờ trục A đường thẳng y bằng A đây. Bây giờ bạn có gì? Tích phân của hàm F và tích phân của hàm G, trong đó F là nhỏ hơn G đúng không? Lớn hơn không? Như vậy nằm trên trục OX F đây, G ở trên này chẳng hạn, được chưa nào? Cứ vậy. Như vậy đây là y bằng gx này. Đây là gì? Y bằng fx này. Đấy nhá. Bây giờ thứ nhất bạn để cho cô cái tích phân này là cái gì? Là phân diện tích giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx này. Nhá, y bằng fx. Đường thẳng x bằng a trục OX này nhá. Đó, cứ như vậy phải không? Đây là cái tích phân bên này màu vàng đấy nhé. Còn gì, còn cái tích phân thứ hai, tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của vị trí là tích phân, là cái ám chỉ cái phần diện tích phải không, ở trên này đi xuống này, xuống đến tận gì các bạn, xuống đến tận trục gì, trục OX, như vậy bao cả cái phần dưới này nữa đúng nhé. Thì bây giờ bạn để ý này, nếu như dựa vào tính chất đầu tiên ở trên này, nếu như tích phân của G hồi tụ, tích phân của G hồi tụ tức là cái phần diện tích màu nâu này này, đấy nhá, màu nâu nhẹ phải không? Nó sẽ cho bằng một con số phải không? Hồi tụ thì tức là giá trị tích phân bằng một con số, tức là cái phần diện tích này là bằng một con số hữu hạn nào đó, đấy nhá nào. Thì suy ra cái tích phân của F này là cái phần nhỏ hơn của G cũng phải bằng một con số hữu hạn nào đó, được nhá, bạn hình dung nhá. Còn nếu như trong trường hợp thứ hai, tích phân của gì? FDX này, phân kỳ. F là cái phần diện tích nhỏ hơn hả? Mà nó phân kỳ có nghĩa là giá trị của nó cho ra bằng vô cùng đúng không? Thì suy ra G là cái phần mà còn lớn hơn cả thằng F nữa. Như vậy rõ ràng cái phần màu gạch, xin lỗi, màu nâu ở trên này nó càng phải tiến ra vô cùng hơn nữa, đúng nhá, vì nó lớn hơn cả F. Như vậy ở đây nó bằng dựa vào cái hình này bạn suy nghĩ thì bạn sẽ dễ dàng nhận biết được hơn, đúng nhá nào. Thứ hai nữa là gì? Định lý này chỉ mang tính chất là một chiều thôi. Nếu thì, được nhá, có điều ngược lại không suy ra nữa. Có đúng thằng này hồi tụ suy ra thằng kia hồi tụ, đúng thằng F phân kỳ suy ra thằng G phân kỳ thôi. Còn lại những trường hợp khác không kết luận được, được nhá nào. Rồi, có hình dung được không các bạn? Như vậy nhớ cho cô, đều nhỏ hơn hoặc bằng một. Cô ghi bị nhầm. Đó. Đấy phải không? Rồi, ok, lớn một. Đó.
Cảm ơn bạn anh Đức nhá. Đấy nhá nào. Khi cô nói thì nói về, mà đến khi viết thì là viết khác. Rồi. Rồi, ok. Nha. Như vậy ở trong cái trường hợp định lý so sánh trực tiếp này thì đòi hỏi bạn phải kẹp được bài đẳng thức, được nhá. Thì xem thử nha. Bây giờ ví dụ cho thi phân y sẽ bằng thi phân cận từ 1 tới cộng vô cùng của x chia cho căn bậc 3 của x mũ 11 chẳng hạn, cộng với x dx. Rõ ràng đối với cái bài này thì bạn không thể tính được ra. Đấy nha. Rồi thì bây giờ sẽ tìm cách là gì? Xét sự hội tụ bằng cách sử dụng định lý so sánh trực tiếp. Đấy. Bây giờ nếu như nhìn vào một cái bài mà nhận định này, bạn muốn suy ra nó hội tụ chẳng hạn, giả sử như bạn muốn suy ra nó hội tụ, được chưa? Thì kết luận hội tụ nằm ở đây và ông như vậy thằng cái hàm mà chúng ta có trong đây sẽ đóng vai trò thằng F đúng không? Như vậy thằng F này là phải bị kẹp lại nhỏ hơn một bằng, nhỏ hơn hoặc bằng cái hàm trên nào đó, được chưa? Còn trong trường hợp nếu như nhận định cái bài của chúng ta mà là gì các bạn, hàm có tính chất là tích phân của nó phân kỳ đúng không? Phân kỳ thì khi này cái hàm này sẽ đóng vai trò là thằng r, thằng r thì sẽ phải là lớn hơn một cái hàm nào đó, được chưa nào? Thì như vậy tùy theo đó bạn sẽ kẹp chiêu bài đẳng thức cho nó chính xác, được nhé. À, và khi so sánh thì nhớ đương nhiên là so sánh với dạng hàm nào của bạn, dạng hàm mà đã biết sẵn tính chất hồi túi phân kỳ ở trên này, tức là luôn luôn đi đối chiếu với cái hàm một chia cho x mũ alpha, không phải luôn luôn nhưng mà đa số ở trường hợp bạn gặp á là dạng hàm này, thứ nhất này. Bây giờ bài này cô làm mẫu nha. Bạn đặt f này chỉ là bằng cái hàm dưới dấu tích phân, rõ ràng lớn bằng không với mọi x thuộc vào gì, một tới cộng vô cùng, đúng nhất. Rồi khi này bạn có gì, f bằng x mũ 11 cộng x đúng không? Như vậy bây giờ bạn kẹp là nhỏ hơn hay lớn hơn hay muốn thế nào nè? Muốn thế nào nhỉ? À, lưu ý thêm một cái tính chất này, nếu như bạn có là 1 phần 2 và 1 phần 3 thì số nào lớn hơn các bạn? 1 phần 2 lớn hơn đúng không? Như vậy nếu như tử giống nhau thì mẫu càng nhỏ thì phân số nó càng gì? Càng lớn, được nhá. Nhớ tính chất này cho cô nhá. Như vậy ở bên này này, nếu như giả sử bạn kẹp là, giả sử kẹp thế này đi, nếu như bạn kẹp lớn hơn hoặc bằng không, thì lớn hơn hoặc bằng thế nào được mà có thể đưa được về dạng x mũ alpha, thì rõ ràng với x nằm trong khoảng từ 1 tới cộng vô cùng thì con x này sẽ, x nó sẽ nhỏ hơn so với x mũ 11 đúng không? Như vậy ở đây cô sẽ có là x căn bậc 3 của x mũ 11 này, thay vì cộng với x cô cộng thêm x mũ 11, được nhá. Vì lượng x mũ 11 đây này nó sẽ như thế nào, lớn hơn x phải không? Do đó cái mẫu có chứa lượng này sẽ nhỏ hơn mẫu có chứa lượng cộng x, được nhé nào. Rồi đến đây thì bạn sẽ bằng gì, x chia cho hai lần phải không? Như vậy căn bậc 3 của hai này nhân với căn bậc 3 của x mũ 11 này, được nhé nào. Và lượng này rút gọn đi thì bạn được bao nhiêu bạn, hằng số giữ nguyên này, bên này là 1 chia cho x mũ 11 phần 3 mà trừ đi 1, như vậy còn 8 phần 3 đúng không? Rồi. Nếu như làm như vậy thì bạn có suy ra được cái gì không nhỉ? Nếu như làm như vậy thì suy ra được gì không? Thì rõ ràng bạn thấy là cái đuôi ở phía sau này này, đuôi ở phía sau này là cái mũ của nó là như thế nào, lớn hơn 1 đúng không? Như vậy tích phân của cái hàm này là gì? Hồi tụ, được nhá. Lại có dấu ở đây là dấu gì các bạn? Lớn hơn đúng không? Tức là cái hàm F này lớn hơn cái thằng bên này. Mà thằng bên này hội tụ, như vậy cái thằng F này lớn hơn thì suy ra được nó như thế nào? Suy ra được thế nào không? Rõ ràng là không suy ra được điều gì cả đúng không? Mặc dù cái việc kẹp bài đẳng thức của bạn là đúng. Em hiểu không nào? Bởi vì này, nếu như cái hàm nhỏ hơn là hội tụ,
Bây giờ hàm nhỏ hơn là hàm ép đúng không? Hàm ép này chỉ có là phân kỳ thì mới suy ra được thôi. Chứ còn cái hàm nhỏ hơn mà hồi tù thì trong cái định lý này không có nêu, được chưa? Như vậy bạn kẹp thế này bạn không suy ra được gì cả. Do đó trong trường hợp này, được nhá, kẹp thế này là mặc dù kẹp bên đã thức đúng nhưng không được thì bạn phải tìm cách khác bạn làm. Thì bây giờ cô làm lại kiểu thứ hai, cô sẽ kẹp theo chiều ngược lại. Chiều ngược lại sẽ là gì? Là nhỏ hơn một bằng đúng không? Nhỏ hơn bằng bao nhiêu đây? Chỗ này sẽ nhỏ hơn một bằng. Cứ nhớ là mẫu nó càng nhỏ thì phân thức nó càng lớn. Như vậy trên này x giữ nguyên này. Chỗ này là x mũ 11 phải không? Thay vì cộng x là một số lớn không, bây giờ cô không cộng nữa, cô bỏ luôn con x, được nhá. Như vậy rõ ràng cái điều này đúng. Và chỗ này sẽ trở thành là một chia cho x mũ gì? 11 phần 3, à xin lỗi, 8 phần 3 đúng không? Được nhá. Và đặt cái thằng này là bằng rễ. Thì rõ ràng điều này nó đúng với mọi x thuộc vào đâu các bạn? 1 tới cộng vô cùng. Bây giờ lại thấy là tích phân cần từ 1 tới cộng vô cùng của Cx Dx. Nó hồi tụ đúng không? Vì trong trường hợp này alpha sẽ bằng 8 phần 3, nó lớn hơn 1. Ok chưa? Rồi. Nên bạn sẽ suy ra được tích phân của F. Nó cũng hồi tụ phải không? Theo định lý so sánh trực tiếp. Các bạn hiểu được cái ý này không các bạn? Ok phải không? Rồi. Chính xác nha. Ok nha. Rồi như vậy nhớ mục đích của chúng ta là làm cái gì? Thì bạn sẽ kẹp cái đẳng thức đúng theo chiều như vậy nhé. Ví dụ tiếp. Có gì thì ở ý cô hỏi nha. Giả sử như bây giờ cũng sẽ dùng so sánh trực tiếp, được nhé nào. Làm thế nào nhỉ? Thứ nhất là bạn đã nhận xét được cho cô này là cái hàm này có phải là hàm không ấm hay không. Nghĩa là trên là x và ống dưới này là 5x mũ 3 còn với sin bin của 6x đúng không? Rồi, rõ ràng lớn bằng không với mọi x thuộc vào 1 tới cộng vô cùng, đúng nhất à? Rồi, từ đây bạn sẽ có gì các bạn? Fx bằng như vậy kẹp như thế nào đây? Rõ ràng thì lượng sin bin 6x là lớn hơn bằng không, được nhất à? Và đương nhiên nhỏ bằng 1. Như vậy chỗ này sẽ nhỏ bằng là x chia cho 5x mũ 3 phải không? Cô bỏ hẳn cái sin 6x này đi, sin bin 6x này đi, được nhất à? Như vậy chỗ này còn lại là 1 chia cho gì? 5x bin đúng không? Cô đặt cái thằng này bằng rx. Điều này đúng với mọi x thuộc vào 1 tới cộng vô cùng, đúng nhất. Rồi. Lúc này bạn có gì? Vì cái tích phân gì các bạn cần từ 1 tới cộng vô cùng của rx dx. Hồi tụ đúng không? Vì sao? Vì alpha ở đây bằng 2 lớn 1. Bạn để ý con số 1 phần 5 này nó không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì sao các bạn? Nếu như 1 chia cho x bin lấy tích phân mà nó cho ra số hữu hạn thì nhân với 1 phần 5 đương nhiên phải hữu hạn. Do đó cái hằng số nhân vào là không quan trọng, được nhá. Rồi, như vậy ở đây nó vẫn hồi tụ nhá. Suy ra tích phân của cái hàm nhỏ hơn trong trường hợp này, hàm lớn hơn mà hồi tụ thì suy ra tích phân của hàm nhỏ hơn đó là fxdx cũng như hồi tụ theo định lý so sánh bằng giới hạn. Thế nào? Rồi.
Đương nhiên cái dạng này thì nó sẽ hơi khó bởi vì đòi hỏi các bạn phải kẹp được bài đăng thức nhá. Kẹp đăng thức nên hơi khó xíu. Bạn nào có kỹ năng thì vậy hơn. Rồi ngoài ra nếu như trường hợp bài khó hơn thì sẽ có liên quan đến những cái bài đăng thức, giả sử như E1X trừ đi X chẳng hạn, E1X lớn hơn X với M1X lớn hơn hoặc bằng không chẳng hạn. À, cô lại nói nhầm, trực tiếp, số lại trực tiếp. Rồi nhá. Rồi, thì như vậy là bạn phải kẹp được bài đăng thức như thế nào. Mà trong chương trình của chúng ta, trong phạm vi chúng ta thì chỉ tầm tầm thế này, cùng lắm là có cái bài đăng thức này là được, giống như cô vừa nhắc. Đợi bằng không thế nào? Là điều này đã đủ rồi. Rồi, bây giờ tiếp nha các bạn. Cô sẽ nhảy sang địa vị số 2. Đấy như nào. Có hỏi gì không? Có cần thêm ví dụ nữa không? Tiếp nhá. Rồi, bây giờ định lý 2, 3 chấm 2 này. Định lý so sánh trực tiếp. À, so sánh bằng giới hạn. Hình như đói bụng rồi sao á các bạn ạ? Nói lung tung cả lên hả? Bây giờ bạn có set hai cái difference di động. Cần từ 1 tới cần từ A tới cộng vô cùng chẳng hạn fx dx, và tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của gx dx. Đương nhiên muốn sử dụng định lý này bạn cũng phải có điều kiện là gx này lớn bằng không, fx này lớn bằng không, vậy mà x đương nhiên là nằm ở trong khoảng là từ a tới cộng vô cùng nha. Khi này bạn xét cho cô cái tỷ số sau đây. Lim của đặt k sẽ bằng lim của x dần về cộng vô cùng một hàm chia cho một hàm khác, đó là f chia cho v. Bây giờ lưu ý này, trong trường hợp nếu như ở đây là cần cộng vô cùng thì ở đây bạn sẽ x tiến về cộng vô cùng nhé. Nếu như trường hợp mà cần tích phân là trừ vô cùng mà tới b chẳng hạn thì đây sẽ là x tiến về trừ vô cùng, tùy theo thì cần vô hạn là cần năng, cần suy đồng là cần năng, được chưa nào? Thì tùy vào giá trị của k này bạn sẽ có như sau. Khi đó nếu như trường hợp con k này là một số khác không và hữu hạn, khác không trong trường hợp này có thể bảo là lớn hơn không luôn bởi vì hàm f hàm g ở đây đều là lớn hơn hoặc bằng không cả, như vậy giá trị giới hạn của nó không thể âm được. Như này thì khi này hai tích phân này có cùng tính chất hội tụ hay phân kỳ, hai tích phân có cùng tính chất hội tụ hay phân kỳ. Rồi nếu như trường hợp tiếp k này mà bằng không thì từ tích phân suy đồng cần từ a tới cộng vô cùng của cái hàm ở dưới mẫu á nhá, tức là hàm g nhá, trong trường hợp này là hàm g này đó, hội tụ thì bạn sẽ suy ra được tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của f là hàm nằm ở trên tử cũng hội tụ. Như này trường hợp tiếp theo đó là k nó bằng cộng vô cùng, như nào thì tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của g là hàm vẫn ở dưới mẫu nhé mà phân kỳ, thì sẽ suy ra được tích phân cần từ a tới cộng vô cùng của f hàm ở trên tử phân kỳ, như nào. Thông thường thì bạn chỉ cần nắm cho cô dạng này, cái này là hay gặp nhất đấy nhé. Sử dụng định lý này sẽ dễ hơn so với sử dụng định lý trên bởi vì bạn chỉ cần xét được giới hạn thôi, mà giới hạn là sở trường của bạn thôi, đúng không? Ví dụ bài tương tự như bài ở trên, y bằng này tích phân cần từ 1 tới cộng vô cùng của 3x chia cho căn bậc 2 của x mũ 13 cộng với 3x trừ 2 chẳng hạn, để x đấy nhé. Bài này bậc 2 thì cần gì phải ghi số 2 nhỉ? Thôi cô ghi số khác cho nó đẹp, giả sử như số 4 nhỉ.
bốn được chưa? Đó. Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ làm thế nào? Thứ nhất, sẽ cho cô cái hàm này có phải là hàm dương hay không? Đặt này. Fx sẽ bằng 3x chia cho căn bậc 4 của x mũ 13 cộng với 3x trừ đi 2. Như là rõ ràng cái này lớn bằng 0 phải không? Với mọi x thuộc vào 1 tại cộng vô cùng. Như vậy nó thỏa mãn cái điều kiện là gì? Fx lớn bằng 0. Thấy nhá nào. Bây giờ nhiệm vụ của bạn tiếp theo đó là chọn một cái hàm J để đem đi so sánh với cái hàm F này. Đúng nhá. Mà J này thì thường là sẽ có dạng là gì? Bán 1 chia cho x mũ alpha. Thấy nhá nào. Như vậy bạn ghi luôn là chọn Rx bằng bao nhiêu đây? Có dạng 1 chia cho x mũ alpha. Alpha ở đây là tí nữa tìm nó ghi vào sau nhé. Đương nhiên cái này cũng phải lớn bằng 0 với mọi x thuộc vào đoạn 1 cộng vô cùng. Bây giờ cô phân tích cho bạn, cô ghi alpha tạo để bạn dễ nhìn. Đấy nhé. Rồi sau khi mà bạn làm được điều này thì bạn sẽ đi xét tỉ số k là lim của f chia r đúng không? Như vậy bạn có lim của f chia r bằng gì? Sẽ bằng lim của hàm f đương nhiên biết rồi, ghi lại thôi. Như vậy 3x căn bậc 4 x mũ 10 13 cộng với 3x trừ đi 2 chia cho rx chia bằng nhân đảo ngược. Như vậy bật ngược cái con x mũ alpha lên trên này đúng chưa? Để ý tiếp theo cái định lý ở trên này này. Nếu như trong trường hợp K này chỉ cần cho ra một con số hữu hàm thôi thì hai thích phân này có cùng tính chất hội tụ với phân kỳ. Như vậy bạn không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả, được nhá. Miễn sao cho giới hạn ra một số là được. Thì bây giờ bạn sẽ chọn alpha bằng bao nhiêu để cái giới hạn này cho ra bằng một con số bạn? Có phải rằng trong trường hợp này giới hạn này là dạng vô cùng siêu vô cùng không nhỉ? Trên là x đấy nhá, dưới là căn bậc 4 của x mũ 13 vân vân được nhá. Tóm lại trên vô cùng, dưới vô cùng. Thì nếu như dạng vô cùng chia vô cùng này muốn tính giới hạn thì bạn sẽ chia cho bậc cao nhất của cả tử và mẫu, được chưa? Thì trong trường hợp này bậc tử là bằng bao nhiêu đây các bạn? Bậc của x ở trên tử bằng bao nhiêu nhỉ? X nhân với x mũ alpha, như vậy có phải là 1 cộng với alpha không? Là bậc ở trên tử không? Nếu như trong trường hợp bằng với bậc mẫu ở đây sẽ là 13 phần 4 phải không? Thì nó sẽ cho ra bằng một con số hữu hàm, đúng chưa? Và trong trường hợp này bạn sẽ suy ra được alpha mấy đây? 13 phần 4 mà trừ đi 1, như vậy sẽ còn 9 phần 4. Đấy nhá nào. Như vậy quay lên chọn alpha bằng 9 phần 4. Ok không các bạn? Hiểu cái chỗ này không? Mấu chốt của vấn đề là muốn làm được hay không là bạn phải chọn được con số alpha, được nhất là. Như vậy alpha thì bạn chỉ cần tìm bằng cách là sao cho bậc tử bậc mẫu nó bằng nhau là được nha. Chỗ này sẽ bằng lim của chia cho cả tử cả mẫu là x mũ 13 phần 4 phải không? Như vậy trên này còn 3, dưới này chia cho 13 phần 4 thì đưa vào trong căn bậc 4 sẽ là chia cho x mũ 13. Như vậy x mũ 13 này cộng với 3x mà chia cho gì các bạn? X mũ 13 đúng không? Trừ 2 chia cho x mũ 13 được nhá. Như vậy rõ ràng trong trường hợp này trên tử bằng 3, dưới mẫu bằng mấy đây? Dưới mẫu bằng mấy đây các bạn? Bằng 1 đúng không? Chỗ này được 1, chỗ này được gì? Không, chỗ này được không vì rút gọn là con 3 chia cho x mũ 12. Thì như vậy nó cho ra không, đúng nhất nào. Như vậy chỗ này bằng dương 3. Ok chưa? Rồi. Từ đây bạn có thể thấy gì các bạn? Từ đây có thể thấy là trong trường hợp bạn chọn như vậy thì bậc tử và mẫu nó xin lỗi giới hạn là cho ra cùng một số, đúng nhất nào. Cùng một số thì suy ra hai cái tích phân này có cùng tính chất. Từ đây suy ra tích phân cần từ 1 để cộng vô cùng của f.
Nó sẽ có cùng tính chất hội tụ hay phân kỳ, đúng chưa nhỉ? Rồi, mà tích phân của rê thì như thế nào bạn? Sao là mình im ắng vậy? Hay là đi đi chơi hết rồi? Rê đấy. Như thế nào? Hội tụ vi alpha. Có ai còn ngồi đấy không nhỉ? Ừ có hả? Rồi. Tích phân cần từ 1 để còn vô cùng của Fx dx sẽ như thế nào? Hội tụ theo định lý so sánh bằng giới hạn. Rồi, các bạn có hiểu cái nào không? Có hỏi gì không? Có hỏi gì nhỉ? Bạn giơ tay có nghĩa có hiểu bài không bạn? Ừ rồi ok rồi bây giờ cô đi cô ơi mình vẫn dùng mấy quy tắc ngắt bỏ cũng được em, tức là ở chỗ này em ngắt bỏ cũng được, ngắt bỏ chỗ này xin lỗi. Ngắt bỏ chỗ này thì bạn bỏ luôn cái cụm này này là được, thì nó vẫn cho ra ba được đấy nhá, ở đây dùng ngắt bỏ được nha Thạnh Ngọc nha. Ừ, nhưng mà cách bạn hay làm thì hay chia, nói chung cách chia cũng được mà ngắt bỏ cũng được đấy nhá. Rồi trong trường hợp này chỉ có vô cùng lớn thôi chứ không có vô cùng bé nhé. Ok chưa? Rồi bây giờ để cho rõ hơn thì bạn sẽ cùng theo dõi cái phần ở đây này. Bây giờ áp dụng định lý so sánh bằng giới hạn để xét sự hội tụ của tích phân sau hội tụ phân kỳ. Bây giờ giả sử bài đầu tiên này, nhìn vào là bạn phải biết được là nó hội tụ phân kỳ này, được nhá. Bây giờ bạn thấy là ở câu A bài 3.41 thì bạn sẽ thấy gì? Trên tử mũ 3 dưới là căn bậc 3 của x mũ 11 vân vân, được chưa nào? Tóm lại hàm này là hàm dương đúng không? Hàm này hàm dương, được chưa nào? Hàm dương thì sau đó bạn sẽ xét tiếp là nên chọn alpha bao nhiêu của cái cùng là 1 chia cho x mũ alpha. Trong trường hợp này chọn alpha bằng mấy các bạn? Ai biết? Bạn chỉ cần cân đối giữa bậc tử và bậc mẫu đúng không? Như vậy bậc tử trong trường hợp này này, vì lát nữa kiểu gì cái x mũ alpha nó cũng nhảy lên đây nó nằm này. X mũ alpha sẽ nằm ở vị trí này, được chưa? Do đó bậc tử kết hợp với alpha thì phải bằng bậc mẫu, được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này bạn có gì? Trên tử bậc 3 đúng không? Rồi dưới mẫu là 11 không? 11 phần 3, được chưa nào? Như vậy bạn sẽ lấy 11 phần 3 mà trừ đi 3, tức là trừ đi 9 phần 3. Như vậy trong trường hợp này sẽ bằng 2 phần 3 đúng không? Alpha sẽ bằng 2 phần 3 chứ. Đúng chưa? Cả lớp hiểu không? Rồi. Như vậy lúc này bạn sẽ chọn Rx sẽ bằng 1 chia cho x mũ 2 phần 3 phải không? Thì ứng với đó là nó sẽ hội tụ hay phân kỳ các bạn? Phân kỳ, chính xác, được chưa? Lúc này tích phân suy đồng này sẽ phân kỳ ứng với khi bạn chọn Rx là 1 chia cho x mũ 2 phần 3, được chưa? Tương tự câu B. Câu B thì sao? Câu B ở đây là x bình cộng x cộng 1, ở dưới là x mũ 4 cộng x cộng 1. Cần tích phân là từ trừ vô cùng tới trừ 5, được chưa nào? Thì như vậy rõ ràng ở đây á, là x là nhỏ hơn không đúng không? Nhưng mà bởi vì có x bình và x mũ 4, được chưa nào? Là nó sẽ làm cho cái giá trị nó trở thành dương. Đồng thời cái lượng này thì nó cũng lớn hơn so với x, nên là chung quy lại thì hàm giải dấu tích phân là hàm dương, được nhá. Hàm này là hàm dương này. Rồi. Bây giờ tiếp. Bậc ở trên tử là bậc 2, bậc ở dưới mẫu là bậc 4, như vậy bạn chọn alpha bằng mấy đây? 2. Hội tụ với phân kỳ. Hội tụ chính xác, được chưa? Như vậy là dạng này nhìn vào cái là làm được ngay. Được nhé nào. Rồi, việc còn lại của bạn là chỉ cần ghi lại theo đúng form, đúng dạng để lấy điểm thôi. Được nhé nào. Dạng này dạng dễ nhá. Rồi. Ok chưa? Rồi, những cái bài khác ở đây là tích phân suy đồng loại 2 thì hôm sau cô giới thiệu được nhé nào. Bây giờ cô sẽ nói sang phần tiếp theo.
đó là 3.3. Định lý hội tụ tuyệt đối. Nghĩa là bây giờ định lý hội tụ tuyệt đối là dùng cho trường hợp là khi hàm F này không xác định dấu thì bạn sẽ xài định lý này để làm. Rồi, bây giờ bạn có gì? Nội dung định lý như sau. Nếu như tích phân cần từ A tới cộng vô cùng của trị tuyệt đối Fx, Dx hội tụ, thế nhá, thì bạn sẽ suy ra được tích phân của nếu, tức là nếu thì nhá. Nếu thì nếu có điều này thì bạn có điều này. Cần từ A tới cộng vô cùng của F không có trị tuyệt đối, thế nhá. Cũng hội tụ. Rồi, như vậy nhìn vào đây bạn thấy gì? Bên này trị tuyệt đối, bên này không trị tuyệt đối này. Đấy nhá. Và thứ hai, đặc điểm của bài này là gì? Chỉ có một cái ý duy nhất để suy ra hội tụ thôi, nên trường hợp nào mà người ta cho cái hàm là không xác định dấu thì chắc chắn kết quả của nó phải là hội tụ, vì cái dạng phân kỳ bạn không có cái cơ sở lý thuyết nào để bạn làm cả, được chưa nào? Rồi, bên này nó dễ ở chỗ đó. Bây giờ ví dụ thế này, ví dụ bạn có y bằng tích phân của cần từ 1 tới cộng vô cùng 3 cos trừ đi 2 sin. Dưới này là x mũ 3 cộng với x trừ 2 chẳng hạn cũng được. 3x trừ 2 đi nhé, cho nó an toàn thôi, để dễ nói cho bạn thôi. Bây giờ bạn thấy này, ở dưới mẫu thì nó như thế nào? Với x mà nó lớn hơn hoặc bằng 0, à, là lớn hơn hoặc bằng 1 thì rõ ràng cái cụm này là nó lớn không phải không? Riêng cụm m trên tử, riêng cụm tử trong trường hợp này là gì? Cụm này có cột có sin mà cần thì lại chạy từ 1 tới cộng vô cùng, do đó cái lượng này nó có thể là gì? Thay đổi dấu liên tục, đúng nhất là nên bài này là rơi vào dạng là không xác định dấu. Không xác định dấu thì bạn sẽ đi xét cái tích phân suy rộng mà có trị tuyệt đối trước. Có trị tuyệt đối, thằng này mà lấy trị tuyệt đối thì đương nhiên nó sẽ trở thành hàm gì các bạn? Hàm dương đúng không? Đúng nhất là âm hay là không xác định dấu gì mà cứ lấy trị tuyệt đối thì nó sẽ trở thành dương. Đúng nhất là bạn sẽ đi xét kỹ sự hội tụ hay phân kỳ của cái thằng trị tuyệt đối này trước. Sau đó bạn sẽ suy ra dựa vào định lý này, thấy nhá. Nhưng mà trong trường hợp này bạn sẽ có này, đặt cái hàm này bằng F, hoặc là có thể nói luôn không này, trị tuyệt đối của F này bằng trị tuyệt đối của hàm này, có nghĩa là cái hàm này khi bỏ trị tuyệt đối đi là bằng F cái gì nữa, đúng nhá, hai sin chia cho x mũ 3 cộng với 3x trừ đi 2. Rồi, bây giờ lượng này sẽ bằng bao nhiêu? Rõ ràng ở trên tử các bạn, trên tử sẽ là không xác định dấu nên bạn vẫn giữ lại cái trị tuyệt đối cho cô. 3 cột x đúng không? Trừ đi 2 lần sin x. Chia cho dưới mẫu dương rồi bỏ đi, bỏ trị tuyệt đối đi, như vậy còn là gì? Rồi, bây giờ mình phải đi so sánh này. Thứ nhất, bạn nhớ cho cô cái bảng thức A cộng B lấy trị tuyệt đối, hoặc là thậm chí là A trừ B lấy trị tuyệt đối, thì lượng này sẽ nhỏ bằng trị tuyệt đối của A cộng với trị tuyệt đối của B nhá. Cái này là bét đẳng thức có sẵn được nhá, chứng minh thì cũng chứng minh được thôi, cũng dễ thôi chứ không có. Rồi bây giờ bạn áp vào đây thì bạn sẽ có gì? Có phải A trong vai A ở đây là 3 cột không, và B ở đây là 2 sin đúng không? Thế vậy lượng này sẽ nhỏ bằng trị tuyệt đối của 3 cột đúng nhất nào, cộng với trị tuyệt đối của gì? 2 sin chia cho x mũ 3 cộng với 3x trừ đi 2 đúng nhá. Bây giờ lượng này sẽ nhỏ bằng bao nhiêu bạn? Có phải cổ thì nằm ở khoảng từ trừ 1 tới 1 không? Như vậy nhân 3 lên thì lấy trừ đổi nữa, như vậy chỗ này nó sẽ nhỏ bằng mấy các bạn?
3 đúng không? Còn với 2 sin. Như vậy chỗ này lấy trừ đổi nữa cho nó sẽ nhỏ bằng mấy đấy? Như vậy ở đây sẽ còn với gì? Còn với 2 đúng không? Chia cho mẫu giữ nguyên. Coi có hiểu không nào? Bởi vì sin và cos nằm trong khoảng từ trừ 1 tới 1 được chưa? Trừ đổi lên thì nằm trong khoảng 0,1. Nhân 3 lên thì nằm trong khoảng 0,3. Nhân 2 lên thì nằm trong khoảng 0,2. Như vậy lớn nhất là 3 và 2. Được chưa nào? Như vậy chỗ này là bằng 5 hả? Lại có nhỏ rồi bằng bao nhiêu? Bây giờ so sánh những cái mẫu. Cái 3x trừ đi 2 thì đương nhiên nó sẽ như thế nào các bạn? Lớn hơn hoặc bằng không. Như vậy ở mẫu càng lớn thì phân thức nó càng nhỏ, do đó ở đây cô bỏ luôn thì cùng này thì nó sẽ nhỏ hơn bằng x mũ 3 đúng không? Rồi, được chưa nào? Thì như vậy trong trường hợp này bạn có gì? Bạn sẽ có là bên này là hàm dương này với alpha đây là mũ 3. Có tích phân cận từ 1 tới cộng vô cùng của gx dx hồi tụ phải không? Vì alpha bằng 5 lớn hơn 1 thấy nhá. Suy ra tích phân cận từ 1 tới cộng vô cùng của trừ tuyệt đối của fx dx cũng hồi tụ phải không? Theo định lý gì các bạn? Vậy cô cho chính xác nhé, định lý gì mà cái hàm lớn hơn hồi tụ suy ra cái hàm nhỏ hơn hồi tụ nhỉ? So sánh trực tiếp đúng không? Tiếp tục mà ở đây bạn có trừ tuyệt đối của f đấy nhá, nên áp dụng theo định lý hồi tụ tuyệt đối trên này thì bạn sẽ suy ra được hàm không có trừ đổi, tức là tích phân 1 cộng vô cùng của f x dx cũng hồi tụ, mở ngoặc ra định lý hồi tụ tuyệt đối. Ok chưa? Thường dạng này chỉ có một cái kiểu mô típ này thôi các bạn. Rồi như vậy ở đây trên cơ bản là cô trình bày xong cái phân tích phân sẽ sự hồi tụ của tích phân suy đồng loại loại một được nhá nào. Loại 2 thì nó cũng sẽ tương tương thế này, buổi hôm sau cô sẽ trình bày tiếp được nhá. Hôm nay nhồi nữa.